Chào các bác nhá, hôm nay đi rừng em bắt gặp một con cua đá này các bác này. Đây bây giờ đang là mùa sinh sản, mùa tháng 3, tháng 4 là mùa sinh sản của cua đá các bác ạ. Cua đá nó khác cua đồng ở chỗ đó là cái thân hình của nó rất là lớn. Có những con to đến khoảng độ nửa kg ấy các bác ạ. Đấy, có những con to lắm. Mà đây con này mới là ở mức độ bình thường thôi. Vì cái cua đá càng ngày nó càng cạn kiệt thì người ta săn bắt ở trong tự nhiên rất là nhiều rồi. Ngày xưa cứ vào mùa tháng 3, tháng 4 khi những cơn mưa rào đầu mùa đổ xuống với tiếng sấm rền vang trên bầu trời, tiếng sấm sét ấy, thì bắt đầu cua đá sẽ mò ra để mà giao duyên, giao phối. Sau đó là nó sẽ đi tìm hang hốc đào và sinh sản để mà phân tán cái giống loài của nó ra các khu vực xung quanh ở trong rừng nhiệt đới các bác ạ. Cua đá thân hình rất là to và có hai cái càng đặc điểm nổi bật, hai cái càng rất là lớn. Đây chính là vũ khí sắc bén của nó các bác này. Đấy, càng tím sắc đỏ các bác nhá, các cái khớp của nó có màu đỏ, gân cơ của nó đấy. Còn cái mai của nó thường là có màu vàng, nổi bật với hai cái con mắt thổi lồi lên như thế các bác này. Dương cao như thách thức đấy các bác xem. Đấy. Nhìn rất là dũng mãnh. Bây giờ em thử đụng vào nó xem các bác nhá. Con cua đá này xem như thế nào. Chiến đấu ra sao. Nào. Ra đây. Ý, đấy. Cạch 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 cạch. Ý, các bác xem này. Ý, đây là cái miệng của nó đây. Các bác, uầy. Uầy, 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 uầy. À, xem lúc ban em thấy có đàn con của nó bên dưới các bác này. Con này chắc là cua cái mới sinh con này. Đấy, đây con bé đây này. Đây các bác xem. Đây là con cua bé nhưng mà chết rồi thì phải. Ban nãy em thấy có một cái con vật đen đen bé bé giống như con giận nước hay là cái con gì đấy. Nó bắt nó ăn thịt đây, còn con bé này đang chạy đây các bác đấy. Những con bé đang chạy đấy. Như vậy con này là con cua mẹ các bác này. Nó mới sản sinh một đàn con này các bác nha. Đấy. Và cái vòng đời của nó thì nó kéo dài vài năm. Cua đá nó không phải là con vật sống thời gian ngắn đâu, nó phải vài năm đấy các bác. Đấy, có những con già khụ luôn. Mà ngày xưa đấy, khi mà khe suối nó còn nhiều nước thác đổ ầm ầm như vậy ấy, nó không hạn hán giống bây giờ, thì có rất nhiều những cái con cua mà già khụ rồi, lên đến cả chục năm mà các bác. Toàn bộ cái thân hình của nó, cái mai cho đến càng chân các thứ vân vân thì nó phủ một cái màu bạc giống cái màu đá vôi đấy các bác xem này. Ví dụ như cái màu đây, cái màu như này luôn, màu vàng như vậy. Thành ra mình đi dưới cái lòng suối mình không phát hiện đâu là con cua cơ. Dẫm lên cái thấy nó cựa quậy thì mới biết à đấy là con cua, tưởng là viên đá. Thực ra đây là cua đá này các bác nha. Gọi là cua đá là bởi sở dĩ là nó trốn ở trong các hang đá như thế này, các hốc đá như này và trên các khu vực đồi núi cao. Thức ăn của nó thì chủ yếu là các loại cỏ này và các loại côn trùng, động vật giáp xác như thế là tôm tép rồi là các loài cua nhỏ hơn nó, hoặc là đặc biệt là giun. Nó ăn mạnh nhất là giun cho nên người ta đi câu cua đá này, câu bằng giun. Tuy nhiên cái phương pháp ngày xưa bọn em hay bắt cua là bọn em cứ sau một cơn mưa thì bắt đầu là cua nó mò ra ngoài, nó thò ra như thế này, và cái hang của nó không giống cái hang này. Mọi cái hang khác là hang to hơn, cái hang này là cái hang này để em tháo dỡ nó ra rồi các bác, chứ còn nó thường là những cái hang gầm như thế này, gầm này nó mò ra bên ngoài, là bọn em sẽ cầm một cái que em xiên ngang như thế này, nó không còn cái lỗ để mà chui vào nữa. Và lúc đấy là mình mới bắt nó một cách dễ dàng. Và không cẩn thận nó kẹp cho đứt tay các bác nha. Đấy, nhất là các bạn trẻ, các bé đấy. Thì ngày bé đây là cái này nó gắn liền tuổi thơ của em đấy. À cái con vật này hay đi bắt cua này các bác này. Em vừa thấy cái con vật đen đen. Các bác có thấy con vật đen đen này không? Nó đang bắt cua bé đây các bác này. Đấy. Như vậy là sau một mùa sinh sản nó rất là sinh rất là nhiều con. Nhưng mà gặp phải những cái loại động vật khác nó bắt, loại côn trùng khác nó bắt lại cua bé. Đấy, các bác xem này. Nó đang ôm dưới bụng nó một con cua bé. Ấy, vào thấy không? Con vật đen đen này em không biết nó được gọi tên nó là con gì, con giận nước hay là cái gì. Đấy. Đấy, thiên địch của nó đây. Các bác xem này. Thế cho nên là cái lượng cua đá trong tự nhiên nó không phải là hết do con người mà do thiên địch của các loài khác, từ bé nó bị tiêu diệt như thế này rồi. Đấy. Đấy, bỏ chạy rồi. Con cua này bị nó cắn chết rồi các bác này. Đấy. Đấu tranh tự nhiên sinh tồn trong hoang dã cực kỳ là khắc nghiệt các bác ạ. Vòng đời một con cua sinh ra thì hàng trăm con cua bé hơn, nhưng mà chưa chắc nó đã tồn tại được đến lúc trưởng thành như cua mẹ. Có thể chỉ còn vài ba con tồn tại thôi các bác. Vài ba con đấy mà lại bị con người chúng ta tiêu diệt nữa, tìm bắt nữa thì chắc là chẳng còn con nào. Và trong tương lai xa thì cái cân bằng sinh thái của trái đất mình sẽ bị phá hủy các bác nhá. Em xem như vậy thì em không bắt đâu. Ngày bé thì em bắt suốt, nhưng bây giờ thì không bắt đâu. Mình ý thức được rồi các bác nhá. Đấy, như vậy chúng ta cần phải bảo vệ môi trường, bảo vệ giống loài, và để đa dạng sinh thái, đa dạng môi trường nó trở nên phong phú hơn.
để cho thiên nhiên trở nên tươi đẹp hơn thì chúng ta hạn chế khai thác cua, đặc biệt là vào mùa sinh sản các bác ạ. Còn đồng bào miền núi thì người ta phải khai thác rồi, vì đó là một trong những cái nguồn sinh kế của họ để giúp cho họ mưu sinh, đảm bảo cho cuộc sống hàng ngày của họ. Đấy. Và cái mùa tháng 3, tháng 4 này lưu ý đồng bào là đừng nên bắt vào cái mùa này. Đấy. Thực ra ngày bé em không biết thì em mới bắt như vậy thôi, chứ còn mùa này là mùa sinh sản của nó các bác nhá. Đấy. Mùa sinh sản của nó. Có những hàng đây, một con cua nữa này các bác này. Đấy. À đây một con cua bé hơn. Xem nào. Trốn đi đâu? Tao không bắt mày đâu, gặp tao là gặp may rồi. Đây các bác xem này. Một đàn cua bé ở dưới bụng mẹ. Thật là đáng thương các bác nhá. Đây con này mà rơi ra thì các cái con vật như con giận nước như lúc nãy em nói rồi, nhiều cái loài khác nó bắt hết. Nó sời tái hết các bác đây này. Một đàn cua bé dưới bụng con cua mẹ. Nhỏ vậy mà đã có một đống con rồi, một đàn con rồi. Đấy, thôi, thả mày về với môi trường. Đây, sống con kia con to kia chắc nó kẹp mất. Ở đây mà sống. Che đậy lại cho nó không thì lắm thiên địch lắm các bác. Và không có loại thiên địch nó đáng sợ bằng loài người. Thông điệp em muốn gửi đến tất cả các bác là cần phải chung tay bảo vệ môi trường, nếu không chẳng còn cái gì để chúng ta tìm thấy sự thú vị trong cái thế giới này nữa các bác ạ. Che đậy lại dần, lấp lại. Em quay như vậy để cho các bác biết thôi, chứ còn em không bắt. Và rất mong nhiều người vào cái mùa này cũng đừng có khai thác. Dù kinh tế có khó khăn, ta chọn mùa khác đi. Đấy, thì nó mới còn cái để khai thác những năm tiếp theo các bác ạ. Che đậy nó lại. Đây là cái nguồn nước, nguồn nước của gia đình. Đấy, nó hạn hán đến mức độ như vậy các bác, phá rừng, tàn phá rừng. Đây. Ngày xưa ở đây thì chảy quanh năm mà nước rất là to, bây giờ còn dỉ như vậy thì các bác bảo làm sao mà đầy được một cái bể nước. Đấy, em đi sửa nước và tình cờ bắt gặp hai con cua và đều là cua cái, và em chia sẻ cho các bác về cái vấn đề đa dạng sinh học, về vấn đề bảo vệ môi trường, bảo vệ giống loài. Đấy, và cũng chia sẻ cho một số bác ở dưới xuôi là không nắm được những cái nơi sinh sống cư trú của cua đá thì chúng ta sẽ nắm được và sẽ thấy có những cái thú vị. Đấy. Xin chào, hẹn gặp các bác trong những video tiếp theo.